Xin chào quý anh chị. Vừa qua các dự án của chủ đầu tư đã hoàn thành về chất lượng cũng như tiến độ, chắc hẳn anh chị đã biết đến chủ đầu tư Beacon và đặc biệt là về phân khúc căn hộ chung cấp giá tầm dưới 2 tỷ. Như anh chị đã biết, Dị An là một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp của Bình Dương. Thành phố Dị An đang có đến 6 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 828 hectare và đang không ngừng phát triển. Với triển vọng vốn có, thành phố Dị An sẽ là thị trường căn hộ có rất nhiều cơ hội, nhất là trong bối cảnh nguồn cung nhà ở tại khu vực vẫn còn vô cùng hạn chế. Và video ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu đến là dự án thứ tư của chủ đầu tư Beacon, Beacon Greenview. Nói đôi nét về dự án tọa lạc tại quốc lộ 1K. Đây là tuyến đường nối liền với đại lộ Phạm Văn Đồng và xa lộ Hà Nội, giúp cư dân kết nối đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh một cách dễ dàng và khoảng cách đến Bixi Dị An chỉ 200m. Hiện tại, đơn vị thi công dự án là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Beacon. Công ty này đã dùng công nghệ mới BIM vào việc xây dựng, tức là tạo lập và sử dụng mô hình công nghệ thông tin trong các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành công trình của dự án. Nhờ vậy, các dự án mà Beacon triển khai đều hoàn thành đúng tiến độ và hiện tại dự án đã xây đến tầng 15. Trước đó, ở các dự án Beacon Suối Tiên và Miền Đông, nhận về rất nhiều sự hài lòng từ khách hàng khi được chủ đầu tư bàn giao nhà sớm hơn một quý so với dự kiến. Và hiện tại thì dự án Beacon Suối Tiên đã được nhận sổ hồng sau 6 tháng bàn giao. Trở về với dự án Greenview trước mắt chúng ta đây, dự án có tổng diện tích 9.298m², quy mô 2 hầm, 2 block, cao 25 tầng, bao gồm 58 shophouse, 888 căn hộ. Các căn hộ của Greenview được thiết kế rất độc đáo và vô cùng đặc biệt, không có căn 1 và 3 phòng ngủ mà chỉ có mẫu căn 2 phòng ngủ, mang thiết kế tối ưu với 2 loại căn, 2 phòng ngủ với 1 nhà vệ sinh, 2 phòng ngủ với 2 nhà vệ sinh và diện tích đa dạng từ 43 tới 58m², mức giá chỉ từ 1 tỷ 3. Dự kiến, dự án sẽ được bàn giao nhà vào tháng 10, tháng 12 năm 2021. Hầu hết, ai trong chúng ta đều hướng đến một nơi an cư, thư giãn và tận hưởng cuộc sống tiện nghi khi về nhà, thỏa mãn được nỗi niềm khao khát của quý khách hàng. Tại Greenview, chúng ta sẽ sở hữu những ưu điểm về tiện ích, thực sự phục vụ cho bản thân và cả gia đình của bạn. Với công viên được bao bọc bởi mảng xanh, an yên, trong lành, rộng 2.500m², hồ bơi, khu vui chơi và sân thể thao, đó sẽ là nơi mà cả gia đình bạn cùng thư giãn, vui chơi và gắn kết những trái tim sau những chuỗi thời gian bận rộn ở bên ngoài. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy cho mình một share hoặc like nha. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Thank you Vinamilk mọi người. Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my streets. Yeah, high school was hard.